Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài viết đoạn văn nghị luận xã hội bàn về câu nói khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Khó khăn hôm qua là những thất bại, những điều không như mong muốn xảy ra trong quá khứ. Con người bạn hôm nay tức là bản thân chúng ta ở hiện tại sau khi đã vượt qua những sóng gió trước đây. Câu nói khẳng định rằng những điều không may ập đến đời ta trong quá khứ sẽ nhào nặn con người ta trong hiện tại, giúp ta thay đổi thái độ, suy nghĩ để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhận định trên hoàn toàn đúng đắn, bởi đối mặt với khó khăn là một điều hiển nhiên mà mỗi người đều phải trải qua trong đời. Sự trưởng thành của con người được hình thành, tôi luyện, nhào nặn trong những bão giông, thử thách của cuộc đời. Khi biết đối diện, vượt qua những chông gai, chiến thắng, nghịch cảnh, con người mới có thể mạnh mẽ, chiến thắng bản thân và vươn tới sự trưởng thành. Chẳng ai sinh ra mà có cuộc sống ấm êm từ đầu đến cuối. Dù ít dù nhiều, ta đều phải đối mặt với khó khăn. Khi gặp chông gai, có khi ta đã tưởng rằng bản thân không thể chống đỡ nổi. Nhưng rồi cuối cùng, bằng một cách nào đó, ta vẫn có thể xoay sở để mà vượt qua. Sau mỗi lần như thế, chúng ta mới nhận ra sức mạnh phi thường trong con người mình. Nhận ra rằng thất bại hay thử thách không đáng sợ như ta vẫn tưởng. Thế nhưng trong cuộc sống vẫn còn có không ít người luôn hèn nhát, tự ti, sợ hãi, chùn bước trước những khó khăn và trở ngại. Họ đối diện với chông gai bằng thái độ chủ quan và coi thường xem nhẹ. Bởi thế luôn phải nhận lấy những thất bại đắng cay. Tương lai của con người hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí, nghị lực chiến thắng nghịch cảnh và những khó khăn của ngày hôm qua. Bao điều không may đến với cuộc đời chúng ta, chung quy lại đều là để giúp ta thêm cứng cáp hơn, để đôi chân ta vững bước hơn trên đường đời đầy thử thách. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.